Xin chào các con, hôm nay thầy Quân sẽ mang đến cho con một chuỗi bài tập toàn thân để giúp cho con phát triển được các nhóm cơ như ngực, vai, tay sau và chân. Dụng cụ thì chúng ta cần 2 chai nước với dung tích khoảng từ 500 đến 1000 ml và thời lượng bài tập thì cứ vẫn như 3 video trước. 25 giây và nghỉ 30 giây, sau đó chuyển bài. Ok, em sẽ sang chuẩn bị và tập theo video. Tiên thì chúng ta sẽ đến các bài khởi động. Chúng ta sẽ khởi động nhẹ nhàng một chút cho nó người đã.
vừa rồi là 5 động tác mà các con có thể dễ dàng thực hiện tại nhà. Mỗi động tác chúng ta sẽ tập trong 25 giây và nghỉ 30 giây. Các con có thể tập vào sáng sớm hoặc buổi chiều để vừa phát triển cơ bắp, tăng chiều cao, đồng thời tăng sức đề kháng cho cơ thể. Các con hãy nhớ tập đủ 5 động tác và quay lại video gửi về cho thầy. Chúc các con tập luyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.